Mời bạn nữ. Rồi mời em. Mời bạn nam. Rồi ngồi đi bạn. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Em chào quý vị khán giả và chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Thị Phương Thảo ạ. Năm nay em 23 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng ạ. Quê em ở Nghệ An ạ. Hiện tại thì em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi mời bạn trai. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường và quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Tên em là Nguyễn Cao Cường. Em năm nay 32 tuổi. Em hiện tại đang sống ở Thủ Đức mà làm việc tại Bình Dương. Giọng Nghệ An luôn hả? Giọng Nghệ An anh ơi. Dễ thương quá hả? Giọng này nghe lạ lạ nha. Giọng nó hơi khó nghe chút xíu không, anh. Không có, nó nghe được nhưng mà nó hơi mềm chút xíu. Dạ dạ. Thôi điểm mạnh điểm yếu nhau luôn đi. Anh có điểm mạnh gì anh? Anh điểm mạnh của anh thì là mọi người đánh giá anh là người hiền lành, thật thà, siêng năng, chăm chỉ và không rượu chè, không hút thuốc, không cờ bạc. Rồi còn không gì nữa không? Hả? Nhiều không lắm anh ơi. Nhiều không lắm hả? Dạ. Có không mê gái không? Chắc gái thì cũng phải có chút chứ không thì không được rồi anh ơi. Đúng rồi. Có điểm yếu nào không? Điểm yếu của em thì nói hơi nhanh chút xíu hả? Cũng không nhanh đâu. Em thấy vừa nghe rồi đó anh. Em trai có điểm mạnh gì không? Thì điểm... Mạnh mẽ có. Nói về điểm mạnh thì em cũng không có lắm đâu. Dạ con không có điểm mạnh nhiều hả? Dạ con em có một cái điểm mạnh khác thì có tài lẻ gì không á? Ý là có một cái tài lẻ nào không? Cái giọng em nói chuyện nghe rất ngọt rất hay, chắc hát hay lắm á. Đến đây thì em cũng chuẩn bị một bài hát nhưng tí nữa em sẽ hát cho bạn rồi, nữ. Đúng rồi. Dạ bạn nữ, điểm mạnh điểm yếu của em là gì, giới thiệu cho bên bển nghe luôn. Dạ em được mọi người nhận xét là hiền lành, vui vẻ, hòa đồng. Em biết nấu ăn, biết làm bánh. Thì em thích trang trí nhà cửa với lại thích biết làm đẹp. Dạ. Là quá tốt rồi. Thế còn điểm yếu? Em có một sự hay quên nhẹ. Ví dụ như là em ở cùng bàn cùng phòng nhưng mà lâu lâu em hay lộn tên hai bàn cùng nhà. Dạ. Rồi có nào quên luôn tên người yêu không? Tình trường sao? Có mấy mối tình rồi? Dạ, 2-3 mùa đã dùng em vẫn chưa có mối tình nào chính thức hết chị. Chưa có mối tình nào chính thức? Dạ. Có yêu đơn phương ai không? Dạ yêu đơn phương cũng có, những mối tình vu vơ này nọ cũng có nhiều chị. Rồi ai đeo đuổi mình không? Dạ có chị. Mà sao không chọn được ai hả? Cứ đi uống nước, đi chơi vài hôm một thời gian rồi là tự nhiên thấy cảm xúc chưa có nhiều á chị. Thế nên là không có thể tiến tới được á chị. Rồi vậy còn bạn trai, tình trường mình sao em? Bên kia chưa có mối tình nào, bên đây sao đây? Em thì nói mối tình mà sâu đậm chính thức thì em chưa có. Còn mối tình mà hẹn hò để đi chơi vậy thì cũng một hai mối tình mà chẳng đi đến đâu vào đâu cả. Có hẹn hò rồi hả? Dạ. Đi chơi hẹn rồi. Hò thì đi uống nước rồi đi ăn có vậy. Có nắm tay chưa? Nắm tay cũng có rồi chứ mà. Rồi có hôn chưa? Hôn thì chưa anh. Sao không hôn luôn đi? Dạ em thấy thời điểm chưa chín mùi nên em không dám ạ. Khoảng bao lâu thì mới chín mùi? Em phải nhìn vào bạn nữ biểu hiện như thế nào em mới dám đúng không? Mới dám mới biết được anh ơi. Dễ thương quá. Dạ em có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Mẫu hình của người vợ người hả? Vợ của em đó. Em mẫu hình thì em muốn là giống như chị gái em á. Chị gái em? Dạ đâu chị gái. Hai chị gái. Giống như hai chị gái luôn hả? Dạ, giống vậy ạ. Chị gái giống y chang vậy luôn? Không, ý là nói về là ngoại hình, vì là... Là cao như thế? Dạ, về tính cách. Tính cách sao? Dạ. Tức là... Chung thủy, vậy là luôn chăm lo cho gia đình. À. Dạ. Em thích người như vậy ạ. Thích người như vậy đúng không? Dạ. Rồi, rõ ràng có hình mẫu lý tưởng rồi ha. Để tôi hỏi bên đây, mẫu người lý tưởng em sao? Em thích người bạn trai vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm. Về ngoại hình thì cao to, có thể đen nhưng mà tuyệt đối là không hôi nha chị. Cao to đen nhưng không hôi. Dạ đúng rồi chị. Chút nữa kiểm tra. Bao không có hôi. Anh đứng đây gần không có mùi hôi luôn. Nhiều khi hôi tiềm ẩn rồi sao anh biết được. Em ơi anh thì cao nhưng không được to à. Em có chấp nhận không ạ? Dạ cũng được anh. Mục tiêu ban đầu của em là cao 1m8, body thì 6 múi. Nhưng mà bây giờ mà lỡ không được 1m8 á thì thôi, 1m65 trở lên được rồi, không có tách ra 6 múi. Không có 6 múi mà tới mười mấy múi, chỗ múi vậy đó. Được không?
Có cái gì không thích, không thích ở người bạn trai không, nói luôn đi. Khô khan quá, tại vì em cũng văn phòng cũng rất là khô khan rồi. Không thích bạn trai làm văn phòng. Dạ, tại vì hơi khô khan á chị. Ai nói văn phòng là khô khan trời. Em có làm văn phòng không? Em không anh ạ. Em hiện tại em làm bên giám định container. Em cảm giác em có khô khan không? Container chắc ướt à. Khô khan thì em không đâu. Em vẫn có thể lãng mạn được. Lãng mạn đó, thấy dạ. Chưa? Được chưa? Dạ, được ạ. Được rồi ha. Em ghét nhất cái tính gì của người đàn ông? Dạ, em ghét nhất là vô tâm với gia trưởng á chị. Vô tâm? Dạ. Anh nghĩ bạn này không có hai cái điều đó đâu. Vô tâm thì anh bao với em là anh không có đâu. Bao gia trưởng thì chắc anh cũng không có luôn. Không có luôn đúng không? Dạ, vâng. Bao luôn mà mình đây dễ thương lắm. Đó. Đàn gái cũng dễ thương luôn. Vậy là em kiểm tra anh. Để tôi kiểm tra. Cái vụ hôi là anh Linh kiểm tra rồi. Dạ, cái gì cũng bao nhưng mà... Em chào chị ạ. Có bao manly không? Dạ, manly theo như em hiểu thì là phải biết uống rượu rồi là thế cờ bạc rượu chè bảy ai thì cái đó em không có. Còn nếu về về men thì chắc em có. Rồi men không, men không, men thì chắc có là men bao nhiêu phần trăm? Có là 100%. Dạ, nhưng mà nói manly thì em không có. Mà dạ. Chưa hung lần nào là biết hung không? Chắc là cũng biết vì cái đó là gọi là bẩm sinh mà. Bẩm sinh. Dạ. Nên mà có khi nào nhìn thấy một bạn trai đẹp mà gì thích mà thích chưa? Không ạ, em chỉ thích bạn nữ đẹp thôi. Là có thích bạn nữ đẹp. Dạ. Mỗi lần ví dụ như coi phim tình cảm thì thấy người ta hôn nhau trong người mình cảm thấy như thế nào? Thì em ước gì mình cũng như vậy. Dạ. Có rần rần trong người không? Dạ có. Có ha. Dạ. Cũng được, tạm tin thôi nha. Rồi tự hai bạn tìm hiểu nha. Rồi nếu được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Được thì khoảng 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng 1 năm. Dạ. Em định lập nghiệp trong này luôn hay về quê? Em lập nghiệp ở đây luôn chị ạ. Rồi mình có kế hoạch gì phát triển kinh doanh trong cuộc sống mình để hiện tại thì không? Em đang có dự tính là thì cùng lập nghiệp đang ở đây và em thì nếu mà lấy nhau về thì tạm thời là đang phải hai người đang phải ở trọ, còn sau này thì tại em cũng có mua được đất rồi mà chưa có tiền làm nhà thôi. Tốt. Còn, mua đất ở đâu em? Dạ em mua ở Thủ Đức ạ. Thủ Đức vậy dạ. Là quá tốt rồi, mà sao mặt láng quá vậy? Dạ ra đường là bịt khẩu trang rồi mang áo khoác vậy, em luôn chăm sóc ạ. Da dẻ em hay chăm sóc. Dưỡng kem gì không? Kem thì em không ạ. Còn hôm nay muốn mua kem dưỡng đi, mua của chị Cát Tường nha. Da mịn quá trời mịn luôn à. Dạ vậy hả chị. Gái đẹp là bình thường mà anh em trai da đẹp lắm, ổn rồi ha. Bây giờ gặp hỏi ý kiến người thân nha, còn cái vụ men đó em tự kiểm tra nha, chứ tôi thấy anh nói 100%, tôi thấy cỡ khoảng 60 thôi. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với những người bạn thân nhất của em ạ. Và em họ em thân. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em là Hương, bạn của Thảo. Em thấy anh bên này thì cũng hiền, nói chung là cũng hợp với Thảo. Nếu được thì hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Men không, men không? Chưa. Chưa hả? Chết rồi. Em làm sao em nói chuyện với mấy cổ coi, chứ cổ nói em chưa men kìa. Chưa men hả? Để anh hít đặt cho em biết là anh có men không à. Rồi làm luôn đi. Được được, làm đi. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi được rồi, coi chuyện ập mặt dưới à. Mặt không biến sắc, da mặt vẫn hồng hào. Được, đó là mới được sức khỏe thôi nha, chứ chưa khắc khỏe là men nha. Dạ. Bạn trai đi với ai? Em đi với hai chị gái và anh chị và cháu ạ. Hai chị gái mà nè. Dạ, chào gia đình ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả trong gương quay. Em là chị gái của em Cường ạ. Theo em đánh giá thì bạn nữ ở bên này thì ngoại hình cũng chuẩn. Mặt dễ thương, tính tình thì cởi mở. Còn em trai em hiền lành, thật thà, chăm chỉ, việc nhà thì rất là đảm đang. Có một số tài lẻ, ví dụ như em có thể đóng được bàn ghế hoặc là tủ kệ nấu ăn gì đó ở phục vụ cho gia đình mình, là em có thể làm được, mà làm đẹp, làm kỹ. Đến với chương trình thì em thấy là cặp đôi này cũng hợp, nên là em muốn gửi cho cặp đôi này một thông điệp là chương trình bạn muốn hẹn hò
đã đưa ta tới bến đò tình duyên, đôi ta cùng hồi cùng thuyền, hãy cho cơ hội được quen tròn nhau. Hay quá. Rồi cảm ơn chị. Vậy là hai bên người thân ủng hộ hết rồi ha. Bây giờ các bạn sẽ nhìn nhau, cảm nhận và nói chuyện với nhau nha. Rồi, kéo rèm. Rồi. Dạ. Em chào anh ạ. Tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em tặng anh cuốn sách ạ. À, cảm ơn em. Chào ha. Gặp anh lần đầu tiên thì em thấy anh như thế nào, có giống cái sự tưởng tượng của em ở ngoài không? Dạ em thấy anh khá đẹp trai. À vậy à. Cũng có cảm tình. À, cảm ơn em. Anh thấy em như thế nào ạ? À, anh thấy em cũng xinh gái và cũng hiền lành, nhưng thùy mị có duyên. Dạ em cảm ơn anh ạ. Anh quan điểm như thế nào về tình yêu ạ? À, quan điểm của tình yêu anh là phải chân thành, chung thủy, không được lăng nhăng. Và tình yêu phải trước sau như một. À, em thì theo nguyên tắc 3T: thương yêu, tôn trọng và tin tưởng. Vậy dạ. À, những lúc mà rảnh thì anh thường làm gì ạ? Nói thật là anh có cái điểm xấu là anh hay ngủ. Dạ. Nhưng rảnh thì anh hay ngủ. Em thì rảnh thì em thích đi chơi. Mà em thích đi dạo lắm, dạo quanh thành phố vậy á. À, mà dạ. Em là không thích tự lái xe. À vậy thì hôm sau cho anh là người tài xế đưa rước em có được không? Dạ được ạ. Ông nhân, gia đình, kế hoạch lập gia đình như thế nào? Anh thì anh nói là 6 tháng với 1 năm là tiến tới hôn nhân hả anh? À, theo anh thì vậy, còn đang tùy thuộc vào tình yêu như thế nào. Dạ. Tình yêu mà đủ lớn thì có thể nhanh hơn cũng nên, đâu biết được. Dạ. Nãy nói hát, nói lát hát tặng bạn nữ đó. Mặc dù thì anh hát thì cũng được hay đâu. Thường thường ở nhà chị gái thì bảo là mày hát thì như bò đóng. Nhưng để thể hiện tình cảm của anh thì anh sẽ cùng cố gắng hết mình để hát một bài hát gửi tặng em. Dạ. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc. Anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên. Nếu là anh thì anh sẽ dành yêu thương đến em mỗi ngày. Khi màn đêm nhẹ buông xuống, anh sẽ ru em giấc ngủ ngon. Anh sẽ như là cơn gió làm em quên hết bao muộn phiền. Anh sẽ nâng niu vòng tay ấy, không để em một ngày xa anh. Trời. Nếu là anh sẽ cùng em đi hết con đường dài. Khi buồn đau và khi hạnh phúc, luôn có em bên cạnh anh thôi. Nếu là anh thì anh sẽ hứa, dù mai sau hay ngày bây giờ, em sẽ luôn là tất cả, em vẫn luôn chiếm trọn tim anh. Ôi tuyệt vời. Ủa em hát bài gì vậy? Về em hát không? Bài Nếu Là Anh ạ. Nếu là anh thì anh sẽ ru em ngủ đúng rất không? Tự tin, rất hay. Em hát cũng hay nhưng mà vì bạn gái nên em thể hiện hết mình. Đúng. Không đúng rồi, nhiệt tình. Bạn gái đã rất là siêu lòng với bài hát của em. Ai buồn ngủ em hát bài này tỉnh ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Chúc mừng luôn. Dạ. Rồi em, cảm giác của em như thế nào? Dạ, em thì anh hát tuy không hay lắm nhưng mà em cũng rất thích ạ. Em muốn đáp lại ảnh gì không? Dạ, em cũng hát giờ như vậy thôi. Em hát giờ em hát tặng anh bài. Rồi. Đừng có níu lại em nha. Em theo anh qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương chừng hôm nay lớn dần. Lòng muốn rời rời xa xăm, gợi lại kỷ niệm khôn nguôi. Thương khói lam ban chiều và mái tranh thơ còn nằm nôi. Đây là một cặp song ca sống thần. Hai bạn hợp nhau, nói chung là hát thì vui ha.
Nói chung là rất là dễ thương, có duyên lắm á. Cho nắm tay cái đi, chưa có yêu nhau lần nào, chưa có tình đầu tình cuối gì. Nắm tay thiệt chặt, nhìn kỹ vào mắt nhau xem có rung động gì hay chưa. Anh thấy con tim anh cũng rung lắm rồi, cũng muốn nhảy khỏi lồng ngực của anh rồi đấy. À, em cũng phải hơi rung rung. À, em nghĩ là hôm nay mình tên đây là một cái duyên, rồi chúng ta hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu sâu hơn. À, xuống đây em. Dạ. Nói chung á, theo nãy giờ anh quan sát thì hai bạn rất là hợp nhau ha. Đây. Về cả tính đây. Tình mỗi người có thể bổ trợ cho nhau rất là nhiều. Đây là một cặp đôi rất là xứng đó ha. Bây giờ mình sẽ có 30 giây để nhắm mắt lại suy nghĩ và quyết định. Rất dễ thương, suy nghĩ thật kỹ nha. Bởi vì khi bấm nút là chúng ta hẹn hò và tiến tới hôn nhân. Thật sự rung động thì mới bấm, còn nếu không chúng ta đừng bấm. Hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Rồi, bây giờ mới nắm tay thật sự nè. Xin phép nhà gái hôn đi. Anh xin phép bên nhà gái cho anh được hôn em. Không cho. Hôn em nào? Hôn em Thảo ạ. À, chứ đây hôn em với em đi đó chết luôn à. Rung quá hả? Dạ. Nụ hôn đầu tiên phải hôn kỹ lại chút xíu nữa. Hôn dạ, lâu chút nha. Hôn lâu chút xíu. Nụ hôn đầu tiên đó, bắt đầu. Từ từ, khoan, để nguyên, để nguyên. Dạ được rồi.